Chào mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một câu chuyện về SCB. Đây là một gợi ý của một bạn đề xuất và sau khi mình tìm hiểu và cảm thấy nó rất là hay, thành ra là mình mới làm một video để chia sẻ chi tiết về SCB. Mình cũng làm rất nhiều video về cái nội dung này rồi, là ở bên phần short. Phần này thì mình sẽ làm chi tiết và đầy đủ hơn về SCB này. Dành cho những ai mà chưa biết SCB có nghĩa là gì thì có nghĩa SCB là viết tắt của ba từ tiếng Anh trong bảo vệ, quản thúc, lưu trữ, là những sinh vật nó phải kỳ lạ và đặc sắc thì mình mới đưa vào kênh của mình chứ. Chứ bình thường thì không nói rồi. Những sinh vật đó nó phải vô cùng kỳ quái và bí ẩn thì người ta mới đem về và giữ nó lại để nó không gây nguy hiểm cho thế giới bên ngoài. Nhân vật ngày hôm nay mình muốn nói tới sẽ là một SCP. Nó sẽ được gọi với tên cũng như là kèm theo mã số hiệu luôn luôn là như vậy. Thì SCP có rất nhiều, từ 000 cho tới, nếu mình nhớ không nhầm, thì bây giờ đã đến 5000, tức là tới hơn 5000 con SCP rồi mà người ta có thể tìm thấy được. Còn ngoài kia còn nhiều con hơn người ta chưa tìm được thì chúng ta sẽ đề cập tới sau. SCP ngày hôm nay chính là con thứ 21 mà người ta tìm thấy, mình đoán là như vậy. Số hiệu này thì mình không biết là họ đặt theo thứ tự tìm được SCP hay họ đặt một cách ngẫu nhiên. SCP này có mã số hiệu là SCP-021. Đây, nó được gọi với cái tên là hình xăm ký sinh. Hình xăm thì ai cũng biết rồi, là một cái hình mà chúng ta xăm lên người, hổ báo, trẻ mẫu giáo vậy đó. Nói đùa một chút thôi mọi người, có nhiều người người ta xăm để cho vui hoặc là một nét đẹp nào đó trên da thì hết sức là bình thường. Hình xăm đặc biệt này nó không có bình thường chút nào. Đây là một SCP mà, thành ra đây là một hình xăm có tên là ký sinh. Nó sẽ ký sinh trên da. Chúng ta nghe cái từ ký sinh thì chúng ta hiểu là cái sự cộng sinh giữa người và một vật thể nào đó sống cùng với nhau. Ví dụ như là chúng ta bị cái con gì đó, con bò nó cũng bị con sán ở trên người, hoặc là chúng ta bị những cái con ve trùng gì đó thì cũng gọi như thế. Còn điều này thì nó đáng sợ hơn rất nhiều. Một hình xăm thì làm sao nó ký sinh được với điều kiện là nó không phải là vật sống. Vâng, SCP này thật chất nó chính là một vật sống. Nó có hình dạng cụ thể luôn, không phải là bất kỳ hình xăm nào cũng là SCP này đâu, mà hình dạng của nó chính là một con rồng. Con rồng này được vẽ vô cùng đẹp và phức tạp. Nó có hình dạng giống như là một con rồng người ta hay vẽ và trang trí ở bên theo kiểu phương Đông. Con rồng này sẽ nằm bên trên da của một người. Nếu có thứ gì đó mà dị thường thì sẽ được đánh dấu và đem về quản thúc. Mọi người chắc hẳn nghe tới đây thì cũng giống như mình, khá tò mò là một hình xăm nếu chúng ta đi xăm bình thường và ngẫu nhiên thì tại sao nó lại bị biến thành SCP. Đến bây giờ thì cái tổ chức này khi viết ra báo cáo thì người ta vẫn nói lại rằng đây là một điều bí ẩn nhất mà người ta không thể biết được là nguồn gốc ở đâu của cái SCP đó lại xuất hiện. Nó xuất hiện một cách ngẫu nhiên như vậy chứ không phải là tự nhiên. Nghe xong câu chuyện này chúng ta không dám đi xăm nữa, sợ xăm xong rồi nó biến thành SCP và gây hại cho chúng ta. SCP này thì nó được xếp vào dạng là cũng có 3 dạng: an toàn, nguy hiểm hoặc là cực kỳ nguy hiểm. Mình khá bất ngờ khi SCP này được xếp vào dạng là an toàn. Tóm lại là trong tổ chức này thì tiến sĩ chính là người đưa ra quyết định. Nó cũng gây hại một chút xíu thôi chứ không hẳn là một SCP tốt. Tóm lại là nó vẫn không quá nguy hiểm, thành ra mới đặt được vào dạng là an toàn mọi người ạ. SCP này lần đầu tiên mà người ta bắt gặp được nó là nằm trên cơ thể của một người. Đó là một người hung hăng chạy tới tấn công một người đi đường. Tự nhiên ông ta vô cùng tức giận, giơ hẳn một cú đấm lên và đấm vào mặt người kia. Thay vì là mọi người khi bị đấm thì người ta chỉ đấm vào rồi người ta buông tay ra, nhưng ông ta thì không, như là ông ta cố tình vậy đó. Ông ta sử dụng tay đấm cái người kia, sau đó là dùng cái da chạm da hai người với nhau luôn, giữa hai người đàn ông. Thế là bắt đầu SCP đó mới từ ông ta nó chuyển sang người kia. Để đi chi tiết về SCP hơn thì bây giờ mình nói liền nè. Con rồng đó nó không được bình thường mà nó nằm ở trên một vị trí, hoặc nó mở mắt ra là cử động một cách bình thường đâu, mà nó hoàn toàn là một con vật sống. Nó không hề thông minh hơn như chúng ta tưởng tượng. Nó cũng là một con rồng bình thường, ăn uống và đi vệ sinh. Tóm lại là con rồng này nó có đi vệ sinh hay không thì người ta vẫn chưa tìm ra, vì nó không có chất thải, cũng may cho người bị nó ký sinh. Cái con rồng này mọi người thử tưởng tượng là một hình xăm ở trên người, nó có thể di chuyển khắp cơ thể của chúng ta luôn, trong phạm vi là tới 0.8 mét vuông ở trên da của chúng ta.
Và một giờ như vậy thì nó sẽ di chuyển được khoảng 0.6 mét vuông như thế. Nó có thể ăn, nhưng không ăn thức ăn bình thường, bởi vì nó chỉ ở trên da của chúng ta thôi, không hề trồi ra bên ngoài. Mọi người hình dung một người nào đó bị cái SCP này ký sinh lên trên người, thì người đó cũng giống như là một cái TV đang chiếu cái băng truyền hình 2D cho người khác xem phim hoạt hình vậy đó. Nó sẽ di chuyển, tóm lại là tả mà mình cảm thấy nổi da gà luôn mọi người. Nó di chuyển theo kiểu là nguyên một con rồng, nó bò xuyên suốt cơ thể của chúng ta, mà không phải ở bên ngoài nha, mà nó nằm bên trong. Mọi người tưởng tượng là nó không khác gì một hình xăm, nó chạm lên trên da nhưng mà nó lại di chuyển được, rồi nó di chuyển uốn éo vậy đó. Chứ nếu nó ở bên ngoài chúng ta bốc dục nó đi thì không nói rồi, nhưng đằng này nó in lên trên da luôn, rồi nó di chuyển lên cả mặt, cả người. Người khác nhìn vô thì thấy cái thứ gì đó nhầy nhụa và xoắn tít lên trên người đó, nhìn rất là kinh dị. Tóm lại là ai mà bị cái SCP này cuốn trên người thì ngoài cái việc mình cảm thấy rất là sợ người khác nhìn mình, thì còn một số triệu chứng mà người đó phải gặp phải là SCP đó ở trên người đó sẽ làm cho người đó có một số cơn đau và mỏi. Nó đau giống như kiểu là chúng ta đi xăm hoặc là đi xóa xăm vậy đó, nó hơi đau nhẹ như vậy thôi. Rồi SCP này nó hoàn toàn ăn được. Chúng ta sẽ không đưa nguồn thức ăn đó từ bên ngoài vô cho con rồng này ăn để nó duy trì sự sống nha. Nếu mà chúng ta muốn nó chết đi và không cho nó ăn thì cũng không được. Nó sẽ tự động ăn bằng cách là nó sẽ ăn những cái sắc tố da của chúng ta. Trên người mình thì có rất nhiều chất. Có một chất đặc biệt ở trên da là sắc tố này được gọi là melanin. Cái chất này nó sẽ giúp cho da của chúng ta nó định hình được màu sắc của da. Là da của chúng ta là có màu của da người. Nếu một người nào đó mà bị một căn bệnh được gọi là bệnh bạch biến mọi người, thì cái chân mày hoặc là một cái màu sắc nào đó trên da của chúng ta, nó sẽ không có màu bình thường nữa mà nó sẽ trở thành một màu trắng đục, trắng như áo mình đây nè. Người đó sẽ bị con rồng này di chuyển khắp người luôn, là cái gọi SCP đó đó. Nó sẽ ăn sắc tố da một cách ngẫu nhiên và nhai nuốt. Người ta không tìm thấy chất thải của nó, chỉ biết là nó hấp thụ vào trong người để duy trì sự sống thôi. Nó ăn đến đâu thì da của mình sẽ bị lốm đốm ở trên người, xuất hiện những cái mảng da màu trắng trông rất là dị thường. Đặc biệt là con này nó ăn bao nhiêu thì kích thước của nó cũng chỉ như vậy thôi, nó không tăng lên. May quá mọi người, đây là điểm đặc biệt để khiến chúng ta đỡ sợ cái con này hơn. Chứ nó mà tăng dài ra thì khủng khiếp lắm mọi người. Nó di chuyển tới đâu thì chúng ta cảm thấy nó không nhột mấy, mà nó chỉ hơi nhức nhẹ rồi từ từ cũng quen dần thôi. Con này thì nó sẽ ăn những thứ sắc tố da như vậy. Ngoài ra nó sẽ ăn hình xăm. Chúng ta có thể đi xăm hình, không phải vẽ lên nha. Nếu mà chúng ta dùng bút dạ hay là gì đó vẽ lên thì hoàn toàn không có tác dụng với nó. Chúng ta phải đi ra ngoài tiệm và xăm hình lên. Xăm lên là hình trái cây, hình đồ ăn hoặc là động vật nhỏ, là thứ mà nó có thể ăn được. Nếu chúng ta vẽ một con khủng long hay cái gì đó quá lớn lên thì nó nhìn với, đối với con rồng đó, nó sẽ cảm thấy thứ đó rất nguy hiểm và không ăn được. Nó sẽ chừa ra và tiếp tục ăn mòn đi những cái sắc tố trên da của chúng ta và gây ra bệnh này. Bệnh này thì cũng không có nguy hại gì mấy cho tính mạng của con người. Nó chỉ khiến cho chúng ta bị dị thường ở ngoại hình. Bị một hai chỗ không sao, mà bị toàn người thì chúng ta cảm thấy không được tự tin nữa và không cảm thấy ổn. Thành thử ra là người ta vẽ những thứ mà phải là trái cây nè thì nó nghĩ là ồ cái này ăn được. Bởi vì như mình nói từ đầu rồi đó, là đầu óc của nó, người ta nghiên cứu ra là nó không thông minh hay phát triển hơn đâu. Nó cũng giống như một con rồng đích thực thôi. Chỉ có điều là nó là SCP thì nó hơi quái dị như vậy đó. Rồi nó di chuyển, rồi nó ăn từng cái mảng hình xăm đó đi. Giống như là một cách để chúng ta có thể đánh lạc hướng của nó vậy đó. Có cách nha, có cách để có thể xua đuổi nó đi, nhưng không phải là xua đuổi nó ra bên ngoài, mà nó chỉ ký sinh thôi, bằng cách là chúng ta phải lây nhiễm cho người khác. Như thế này mọi người, nó cũng có lợi đó, chứ hoàn toàn là không phải là có hại hoàn toàn đâu. Có hại á, thì khiến cho chúng ta lúc mà chưa quen thì hơi nhói nhói một chút trong lúc nó di chuyển. Còn điều mà có lợi cho cơ thể của chúng ta chính là nếu con SCP này ký sinh lên trên người của chúng ta càng lâu thì nó sẽ tiết ra những cái chất nào đó và trong cơ thể chúng ta và khiến chúng ta cảm thấy hưng phấn hơn, cảm thấy mạnh mẽ hơn và cảm thấy mạnh hơn đó mọi người, kiểu được boost sức mạnh lên, chúng ta sẽ tự tin hơn, lúc nào cũng nở nụ cười nè, sảng khoái, và người chúng ta sẽ có một cái sức mạnh mà mạnh hơn người bình thường, có thể tấn công người khác. Tóm lại là như vậy, để chúng ta có thể di chuyển nó sang cơ thể của người khác được thì có một cách. Để mình nói luôn nha, là bên trong tổ chức sẽ có những ông tiến sĩ là những người vô cuộc để nghiên cứu về những sinh vật dị thường này. Bên cạnh đó còn có những nhân viên cấp D, là chữ D bình thường đó. Những nhân viên này chính là những tù nhân bị bắt
Thay vì là tù nhân bị bắt bỏ tù và đi tử hình thì những người này đặc biệt hơn là bị bắt giam lại. Rồi có hàng tháng như vậy sẽ bị đem ra bài trừ bằng cách là cho tiếp xúc với một SCP. Chúng ta nghe các chuyện bị tiêm thuốc độc, bị bắn súng rồi bị ngồi lên ghế điện là chuyện bình thường. Cũng là bình thường lắm rồi đó, nếu mà chúng ta không biết là ở bên trong tổ chức này nè, khi người ta đưa những cái người nhân viên này vô thì họ sẽ bị tiếp xúc với hàng nghìn 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 những con SCP kỳ lạ và kỳ quái nhất, khiến cho người đó phải chết một cách đau đớn và đáng sợ dai dẳng nhất. Thì cái người đó cũng như vậy, nhân viên này sẽ là người bị đưa vô vào thí nghiệm. Có một người anh ta tự xung phong lên là người thí nghiệm luôn. Nghe thì hơi ngu nhưng anh ta rất khôn. Bởi vì nếu anh ta tiếp xúc với những SCP khác nguy hiểm hơn thì anh ta chết chắc. Còn SCP này như mình nói nãy giờ, nó không gây ra cho người đó cái chết, mà chỉ làm cho người đó hơi bất bình thường một chút thôi. Thành ra là anh ta xung phong lên. Thành ra là cái người đàn ông mà chúng ta vừa nói tới từ đầu là ông ta là người chạy tới và lây truyền cái SCP này cho người đi đường, thì người ta mới đi bắt cái người đó về và đi nghiên cứu. Sau đó là cho cái người dân vô tội bình thường đó vô bên trong tổ chức cùng với lại một cái nhân viên cấp D là người xung phong thí nghiệm á. Hai người sẽ tiếp xúc cơ thể với nhau để di chuyển cái SCP này từ bên này sang bên kia. Tức là cơ thể hai người phải chạm với nhau như thế này, dính cứng ngắc luôn. Thì từ từ SCP đó nó sẽ bò, và nó sẽ bò đến đây giống như một cây cầu á. Nó sẽ hết đường rồi thì nó sẽ tiếp tục bò qua và di chuyển từ từ cho tới khi hết thì thôi, từ đầu cho tới đuôi. Thì người kia sẽ bị là người bị nó ăn bám trên cơ thể của mình và bị thí nghiệm. Tóm lại là cái người nhân viên đó cũng khá là thông minh, hơi khôn và quyết định là như vậy, miễn sao giữ lại mạng sống là được rồi. SCP này khi di chuyển lên người thì có một số cái dấu hiệu xảy ra với những người được thí nghiệm nha. Là một số người tự nhiên người ta lại bị vết thương ở trên người, lâu lâu có bị vết thương giống như là bị thứ gì đó cắn. Thì tổ chức này điều tra nghiên cứu cũng không thể biết được là liệu cái vết thương đó, một là do SCP đó ăn họ. Ngoài ra người ta còn nói một giả thuyết khác là không phải là SCP đã ăn họ đâu, mà lúc nó gặm cái hình xăm hoặc là gặm thức ăn thì chúng ta chỉ cảm thấy hơi nhức nhẹ một chút xíu, giống như là khi chúng ta đi xăm hình và tẩy hình thôi. Còn ngoài ra là không có thấy bị vết thương nào hoặc là gây nhiễm trùng gì cả, mà là cái người đó do họ bị đau và bị nhức và bị khó chịu khi bị cái thứ đó lăn ở trên người quá lâu, thành ra là họ bị kiểu bị tâm lý, là kiểu bị tự nhéo da của mình, tự bẻ và bị tự lột da đến nỗi mà bị tử vong bởi vì bị nhiễm trùng vết thương luôn. Thậm chí là có người không chịu nổi và họ tự sát luôn. Điều đặc biệt hơn nữa nha, là những người đó mặc dù họ đã qua đời và chết rồi và cái cơ thể đó đã bị phân hủy đi, những SCP đó nó vẫn không hề bị ảnh hưởng mà nó vẫn sống như một cách bình thường và tiếp tục ăn những sắc tố cho tới khi đào hết ly thì thôi, thì nó cũng vẫn sẽ sống như vậy, cứ sống hoài luôn. Tóm lại là như thế. Rồi ngoài ra là có một số người, người ta tự nhiên lăn ra và qua đời thì người ta nói là không phải là SCP này làm hại tới họ, mà là họ tự tra tấn mình rồi tự sát, hoặc là tự bị một cái gì đó mà không thể chịu nổi nữa, bị đau tim rồi tự bị qua đời như vậy thôi mọi người. Rất là nhiều năm để nghiên cứu về SCP này rồi, người ta vẫn không thể tìm được nguồn gốc của nó. Cho dù có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể điều tra ra được là tại sao SCP đó lại xuất hiện trên cuộc đời này. Đấy là một trong số những SCP mà họ đã giam cầm lâu nhất nha. Còn SCP này người ta nói là người ta đã giam cầm và quản thúc lưu trữ nó một thời gian rất lâu rồi. Nó ăn và có thể sống đến cả hàng trăm năm mà không thể chết được luôn. Tức là con rồng đó nó có tuổi thọ đàng hoàng. Một số báo cáo người ta còn nói rằng người nào mà bị SCP này ký sinh lên trên người thì tự nhiên tính tình của người đó từ từ trở nên hung hăng và dữ tợn hơn. Giống như cái người ở đầu video mình có kể là ông ta tự nhiên đi đấm người khác vô cớ. Có hai giả thuyết được đặt ra. Giả thuyết thứ nhất là do cái SCP đó làm ảnh hưởng tới đầu óc của họ. Nhưng cái giả thuyết này cũng bị gạt đi và họ nói là bởi vì họ phải chịu những cơn đau dai dẳng, giống như kiểu là lâu lâu thì nó nhấp nhấp một lần rồi nó nhói nhói một lần, làm họ vô cùng khó chịu bực tức, thành ra cái tính tình của họ cũng bị bực lên là nhờ như vậy. Chứ SCP này hoàn toàn vô hại, nó chả làm gì cả ngoài cái việc làm chúng ta bị bệnh bạch biến là vẫn sống được, không có ảnh hưởng gì cả. Khác với lại bệnh bạch tạng như mọi người, bạch biến là khác hoàn toàn. Tóm lại như vậy, thì SCP ngày hôm nay cảm thấy nó vô cùng là thú vị luôn. Nó là một hình xăm ngẫu nhiên xuất hiện, chúng ta vẫn không thể biết được là một ngày nào đó SCP sẽ xuất hiện bất ngờ ở đâu và gây ra hậu quả nào cho người nào tiếp xúc được với nó. Thì đây là một điều
khá là đáng buồn đấy. Tóm lại là câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi mọi người. Nếu mọi người thấy SCP này nó độc đáo và kỳ lạ thì mọi người có thể gợi ý một số SCP khác để mình có thể làm những video khác nha. Mình cũng có thể tự tìm hiểu, nhưng có bạn gợi ý thì mình cảm thấy là SCP đó nó đặc sắc hơn thì mình sẽ có kiểu cái tinh thần để làm hơn, nó động lực hơn mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe hết video ngày hôm nay. Mình hy vọng lại còn gặp lại bạn trong những video và chúng ta tiếp tục tìm hiểu về SCP. Bên cạnh đó còn có những câu chuyện rùng rợn và đáng sợ hơn nữa nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.